Ăn một miếng cà chua nè. Thương 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 thương. Đây nè, thêm một miếng nữa nha. Mà bực bội quá đi à. Chuyện này có làm gì đâu mà bực bội. Hai đứa làm gì cũng phải vừa phải thôi. Cô nhìn còn thấy khó chịu nói gì con My. Tôi nói thiệt á, tôi là người nước ngoài á mà còn thấy chướng mắt à. Tụi con càng nghĩ càng thấy tức mà. Bực mình thiệt có chứ. Bộ bài giận tụi này lắm hả? Giận gì? Ý. Dạ. Kêu mọi người xuống đây họp. Dạ. Có chuyện gì vậy ba? Gì không? Con sắp có giờ học nữa. Bữa nay á, ba họp tất cả mọi người trong gia đình lại để thông báo một chuyện. Chuyện gì vậy ba? Chuyện gì không? Ba tính là không nói, nhưng mà càng nghĩ ba càng cảm thấy mình đáng thương ở trong căn nhà này. Sao tự nhiên ba lại nói vậy chứ? Không phải sao? Trong căn nhà này á, ba có cảm giác như mình là trở thành một cái người vô hình, con hiểu không? Ba nói kỳ à. Ba ngồi thù lù một đống đó, ở đâu ra mà vô hình? Trời ơi, con còn nói như vậy nữa hả? Hỏi con là con gái ở trong nhà mà mua cho ba một cái quần mũ không sống, rồi thằng con rể, rồi mấy đứa cháu ngoại, có đứa nào nhớ tuổi chính xác của ba không? Ba này, cái chuyện mua quần không có đúng sai á thì con đi đổi cái khác, có gì đâu mà ba phải làm lớn chuyện lên như vậy chứ. Thôi đủ rồi. Hôm nay ba thông báo đầu tháng 12 này ta sẽ tổ chức một cuộc thi kiểm tra đỗ tú tài lần thứ nhất. Nhưng mà thi về cái gì mới được chứ ba? Thì nghe cái phần đề thi là hiểu rồi. Thi đỗ tú tài lần thứ nhất là về cuộc đời của ba. Ba này, cả gia đình mình ai cũng bận rộn hết á, làm sao mà thi được chứ? Ba không có nói chơi. Kể từ hôm nay, ba sẽ thắt chặt kỷ luật ở trong căn nhà này. Ai thi mà điểm thấp á, thì biết tay ba. Ba kiểm cho thiệt không? Có cần phải gắt như vậy không ông? Rất cần đó con. Con không tin nổi luôn á, ở nhà mà cũng đi nữa. Ai thi điểm cao được thưởng, ai thi điểm thấp thì sẽ bị phạt. Ôi ba này thiệt á. Ông ơi, vậy tụi con có cần thi không ông? Hai đứa hả? Cần. Thì biết về ông á thì cũng tốt chứ sao? Dạ. Nhưng mà hai chị em á cần một đứa đại diện thôi. Dạ, vậy con thi. Ba ơi, mình thi ở phạm vi nào hả ba? Dạ, anh tính thi thiệt đó hả? Đương nhiên là phải thi rồi. Phạm vi cuộc thi là nói về cuộc đời của ba. Tài liệu tham khảo lấy trong cuốn hồi ký đỗ tú tài xuất bản năm ngoái. Mấy đứa phải đọc cho kỹ, làm cho tốt, hiểu chưa? Giải tán. Dạ, anh chào cả nhà. Càng nghĩ tới càng thấy tức mà. Ủa sao em nói chuyện với con kỳ cục quá vậy? Mà sao em nói chuyện với tâm ý vui vẻ, lịch sự, dễ thương quá vậy? Tôi thích rồi sao? Em làm cho cô tổn thương thiệt á. Em quá đáng vừa thôi á nha. Cô chỉ muốn em kêu cô là cô hay là chị thôi mà cũng khó khăn với em vậy hả? Tôi không muốn rồi sao? Nguyên, hôm nay em có thấy cô có cái gì đó khác không? Có thấy mặc đồ già hơn nhưng mà quý phái. Già khú đế thì có. Già khú đế nè bà cô già, chưa tới giờ học tự kiếm chỗ ngồi đi. Ai thì gọi là chị, còn ghét ai thì gọi là nè 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 nè, cái đồ hỗn láo nè. Xong rồi nè. Nè nè nè, cái gì mà nè, xong cái gì? Cô sao vậy? Sao sao? Bị gì vậy? Thì bài nè, kiểm tra đi. Kiểm tra cái gì? Cô đang bị gì vậy? Đang nói vô bài tập mà. Bài tập sao? Đi coi, làm sao? Tôi hiểu rồi. Ok. Sướng quá. Hôm nay Julian với cô Liễu ăn tiệc ở trên trường rồi, cho nên chúng ta sẽ có thể ăn hết tất cả những món này. Có gì đâu mà sướng. Hai người đó lúc nào cũng được đi ăn tiệc của trường, đâu như tụi mình đâu. Đúng không My? My!
hả? Làm gì thường người ra giờ? Đâu có đâu. Đừng có nói tại nhóc đó nha. Gì? Thằng nhóc học trò đó đó hả? Đó nó không phải mà, nó có là cái gì đâu. Em bị đá rồi chứ gì? Thôi nào. Tại vì suy nghĩ tùm lum tà la xong rồi đó, tự mình mắc cỡ cho nên mới thấy quen quen vậy thôi chứ. Mà nhiều khi suy nghĩ thấy bực mình thiệt chứ. Giống điên quá. Nè, hai người vừa phải thôi nha, nó không phải mà. Bà thích nhóc đó đúng không? Bà bị khùng quá, tôi nói nó là không có hay làm gì có. Vậy sao có gì đâu mà chối, thì thích thì mình nói. Nè, đủ rồi nha. Nó nói là không phải mà. Phải, mình sao cái mặt đỏ lè vậy? Cái gì vậy, tại vì nồi lẩu kia. Nồi lẩu nó nằm đằng này chứ nó có nằm sát bồ đâu. Trời ơi, nó nói là không có rồi mà, cái người này. Nè, tối rồi kêu tôi ra làm gì nữa? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi. Đi đâu hả? Cô kêu gọi ông gì vậy? Bây giờ cô với em sẽ chơi trò chơi nói thật. Cái gì? Tối rồi còn chơi trò chơi nói thật làm gì? Bây giờ cha quay chú Mai là người đó phải nói thật đó nha. Thôi tôi không chơi đâu. Sao không chơi? Cô nói chắc là thật. Tại sao mặc dù cô là Diễm My hay rồi dở nhưng mà cô hứa với em ngày hôm nay cô sẽ chơi trò chơi nói thật, cô sẽ nói thật 100% luôn. Tôi nhiều chuyện quá đi. Là cô hả? Cô sẽ nói một chuyện này thật mà kinh khủng lắm á. Em có chịu nổi không? Nếu vậy thôi cô đừng nói, tại tôi cũng có hứng nghe đâu. Phải nghe em. Cô sợ em nghe xong em sốc quá, em chịu không có nổi đâu. Sốc hả? Sự thật là cô không có anh trai nào tên là Trần Diễm Phú hết. Sốc không? Chuyện sốc thiệt á. Tiếp tiếp nha. Thôi không chơi đâu. Chơi. Em phải chơi, nãy cô vừa mới nói sự thật rồi mà. Chơi đi. Không nói thì uống, không nói sự thật thì uống. Vậy thì hỏi đi. Cô hỏi nha. Ừ. Có bao giờ em để ý tới con? Cái gì? Có bao giờ em xem cô như là một người con gái bình thường chưa? Cô bị điên hả? Có bao giờ em thích cô chưa? Cô có biết mình đang nói gì không vậy? Câu hỏi của cô khó trả lời lắm hả? Thì... khó trả lời vậy luôn á hả? Tiếp tiếp. Tới cô rồi. Thôi hỏi chơi nữa đi, cô xỉn rồi đó. Không được, cô phải chơi tiếp. Cô có sự thật muốn nói cho em biết. Khủng khiếp lắm á. Cô không phải là sinh viên của trường đại học nhân văn, mà cô là sinh viên của trường đại học dân văn. Hả? Chỉ đúng mỗi chữ văn thôi, chứ khác chữ nhân với chữ dân á. Em không tin đúng không? Em không tin đúng không? Cô biết thế nào em cũng không tin đâu. Nhìn đi, dân văn.
cô xin lỗi em. Thật ra cô không có muốn giấu gia đình của em đâu. Nhưng mà đây là chuyện bất khả kháng, cô không biết phải làm sao hết. Hôm nay cô đã nói ra sự thật này rồi. Em muốn học cô cũng được, không thôi em cho cô nghỉ cũng được, cô sẽ không dạy em nữa. Cô xin lỗi. Cô xin lỗi Huy. Không có chơi nữa đâu. Nghỉ đi. Chơi nè, tới em rồi. Em phải trả lời thiệt cho cô biết đó nha. Em thích Tâm Mỹ lắm, đúng không? Hả? Cô hỏi là em thích Tâm Mỹ lắm, đúng không? Tôi không biết. Không biết là sao, đúng hay không? Tôi không thích trả lời. Không thích trả lời. Chơi không đẹp gì hết. Không đúng luật. Yeah. Nè, hôm nay cô không cần em cổng cô về nữa. Cô tự đi về. Tính tiền. Nè, nè, chơi tính tiền em. Ê, mày làm sao rồi? Làm dưới trung bình không mày ơi. Ê, nói kìa mày. Đứng lại. Nó kìa. Bye bye.